Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ngày hôm nay do biên tập viên của tờ Thời báo .de thực hiện. Kim Vũ, Thời báo .de xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin F88, công ty tài chính hay tín dụng đen có bảo kê. Pháp luật Việt Nam quy định mọi trường hợp cho vay tiền bên ngoài hệ thống có tổ chức tín dụng do ngân hàng nhà nước quản lý, nếu lãi suất vượt quá 20% một năm đều là bất hợp pháp và không có hiệu lực, cho dù mức lãi suất đó dựa trên thỏa thuận của đôi bên. Và mới đây, ngân hàng nhà nước đã nghiêm cấm các tổ chức tín dụng có hành vi ép khách hàng phải mua bảo hiểm. Nhưng có những tổ chức vẫn ngang nhiên vi phạm các quy định này, ngang nhiên coi thường pháp luật và chà đạp lên dư luận. Tổ chức mà chúng tôi nhắc đến chính là F88 và các đối tác của họ. Hiện nay, ở khắp các thành phố trên cả nước, chỉ cần bạn ra khỏi nhà là có thể gặp F88, ra đường cũng gặp, lên Facebook cũng gặp, và mở TV lên cũng thấy F88. Và đây là hình ảnh của mạng lưới các cửa hàng của F88 dày đặc trên Google Maps. Khoảng 3 năm gần đây, nghĩa là trong thời gian xảy ra dịch Covid, F88 đã phát triển siêu nhanh, trong khi các ngành nghề khác đều điêu đứng. Điều này cũng phản ánh đời sống khó khăn của người dân trong và sau đại dịch. Vì khó khăn nên họ phải tìm đến dịch vụ cầm cố. F88 đưa ra những lời quảng cáo vô cùng ngọt ngào như dịch vụ nhanh chóng, dễ dàng, minh bạch, cho vay siêu nhanh, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp. Nhưng thực tế thì sao? Bắt đầu từ ngày 30 tháng 11 đến nay, trang tin ngaynay.vn đăng tải loạt bài Vòi bạch tuộc F88 và đã đăng được 3 kỳ với tiêu đề. Bài 1: Thập diện mai phục. Bài 2: Thế giới di động, điện máy xanh bắt tay cho vay nặng lãi. Bài 3: Đoạn cuối con đường là ngân hàng CEMB. Loạt bài này vạch trần những chiêu trò gian dối, treo đầu dê bán thịt chó và hành vi cho vay nặng lãi của F88 và các đối tác của họ. F88 tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, thành lập năm 2013 với giấy phép do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp. Công ty có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và do ông Phùng Anh Tuấn, sinh năm 1984, làm đại diện. Lĩnh vực kinh doanh được đăng ký là dịch vụ cầm đồ. Tuy nhiên, họ lại quảng cáo công ty của họ là công ty tài chính theo kiểu mập mờ đánh lận con đen, làm nhiều người nhầm lẫn. Một nạn nhân của F88 cho biết, ông nghĩ F88 là công ty tài chính nên mới vay tiền, chứ không biết nó là dịch vụ cầm đồ, cho đến khi đọc báo mới biết. Thủ tục vay quả là đơn giản và nhanh gọn, chỉ cần đi xe máy tới, đưa giấy tờ xe và giấy chứng minh nhân dân là được duyệt vay, nhưng đến khi trả tiền mới thấy những điều vô lý của nó. Trong bảng kê số tiền phải trả có mục chi phí vay. Khi thắc mắc thì nhân viên F88 trả lời, đó là tiền lời. Đây lại là một kiểu đánh tráo khái niệm nữa của F88. Và đây là hình ảnh của một bảng kê trả nợ theo lịch của khách hàng. Trong một chi phí vay này xuất hiện những khoản phí vô lý như phí trả tiền lãi trong hạn, phí thẩm định điều kiện cho vay, phí quản lý tài sản cầm cố và thuế. 4 khoản phí này không thay đổi theo tháng, nghĩa là tiền gốc giảm dần từng tháng nhưng tiền phí thì vẫn giữ nguyên. Nạn nhân cho biết số tiền ông lãnh lúc vay là 14 triệu đồng. Tính tổng tiền phải trả qua các kỳ là 24,5 triệu. Với mức thu như vậy, tính ra là lãi suất 75% một năm, cao hơn nhiều so với mức cho phép là 20% một năm, và cao hơn rất rất nhiều mức mà F88 công bố là 1,1% mỗi tháng. Nạn nhân cảm thán, họ làm vậy khác nào chị dậu bán con, bán chó, nhưng bị nghị quế ăn chặn trên đầu trên cổ, đẩy người dân vào cảnh bần cùng. Năm 2021, F88 hợp tác với Thế giới di động và Điện máy xanh về dịch vụ cho vay tiền nhanh này. Hiện nay, logo của F88 được treo cố định tại các cửa hàng của Thế giới di động và Điện máy xanh. Tại hai hệ thống này, người vay sẽ được nhân viên tiếp nhận làm hồ sơ, xong sẽ chuyển cho F88 giải ngân. Cách thẩm định vay, tính toán các khoản thu, mức góp các kỳ đều do bên F88 quyết định. Tại cả ba hệ thống F88, Thế giới di động và Điện máy xanh, trong bảng kê số tiền phải góp từng kỳ,
Ngoài khoản tiền lãi, các khoản phí còn có những khoản bảo hiểm kèm theo gói vay rất vô lý, như bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm thu nhập gia đình. Như vậy, tính gấp lại thì mức lãi suất lên đến 90% một năm, dù lãi suất ghi trong bảng kê chỉ có 1,1% mỗi tháng. Cuối cùng, sau khi tất cả các thủ tục đã hoàn tất, thì nhân viên của F88 lại xì ra một tờ giấy đề nghị vay tại ngân hàng CIMB Việt Nam. Lúc này khách mới hiểu là họ sẽ ký hợp đồng vay online với ngân hàng CIMB, ký hợp đồng ký gửi tài sản với F88. Như vậy, bên cho vay thực sự là CIMB và F88 cũng chỉ là trung gian. Và đây là hình ảnh của hợp đồng vay online với CIMB. Điều kỳ lạ trong sự hợp tác này là ngân hàng CIMB hoàn toàn giao quyền lập hồ sơ cho vay cho F88 mà không cần thẩm định kiểm chứng. Chưa kể, ngân hàng CIMB ngang nhiên thu một khoản bảo hiểm không rõ ràng của người vay. Được biết, ngân hàng CIMB Việt Nam là một ngân hàng nước ngoài có nguồn gốc từ Malaysia. Ngân hàng này mới hoạt động tại Việt Nam và còn khá lạ lẫm với khách hàng. Tại Việt Nam, ngân hàng CIMB có hai trụ sở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đáng nói hơn là, cùng ngày 30 tháng 11, trên trang can.com.vn xuất hiện bài báo ca ngợi F88 làm ăn đúng luật cho vay lãi suất dưới khung quy định. Bài báo này có tựa đề CLSA và Lending Arts cung cấp cho F88 khoản vay tổng trị giá 70 triệu Mỹ Kim. Phải chăng, thông qua bài báo này, ngành công an muốn ngầm chỉ rằng F88 là do họ bảo kê, không ai được đụng tới. Bất bình trước sự lộng hành của F88, Facebooker Phương Ngô đặt câu hỏi: những ai là nhân vật của chính quyền đứng sau bảo kê cho doanh nghiệp này? Xã hội nhiễu nhương, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Lần cuối cùng tôi xin lặp lại, cơ quan chức năng và Bộ Công an đang ở đâu? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ, Thời báo chấm D với bản tin F88, công ty tài chính hay tín dụng đen có bảo kê. Kim Vũ, Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Kinh tế suy thoái, thất nghiệp tràn lan, bức tranh tương lai ảm đạm cho người Việt. Nền kinh tế Việt Nam đang vô cùng ảm đạm vào tháng cuối cùng của năm 2022, khi mà có đến 1.235 doanh nghiệp trên cả nước gặp khó khăn, 472.000 công nhân bị cắt giảm giờ làm và 41.500 người bị mất việc, thị trường tiền tệ thì tụt dốc. Tình hình hiện tại cho thấy nền kinh tế Việt Nam có thể còn tiếp tục suy thoái sâu trong năm 2023. Chưa có những tín hiệu khả quan cho sự phục hồi, mà chỉ thấy những dấu hiệu bất ổn lâu dài như nguy cơ thiếu xăng, thiếu than, thiếu điện trong dài hạn, nguy cơ vỡ hệ thống ngân hàng, nhà đầu tư khắp nơi bị mất tiền khi đóng vốn vào các doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng dự báo tình hình sẽ còn kéo dài, sẽ còn có thêm nhiều người lao động mất việc làm và không loại trừ khả năng doanh nghiệp bỏ trốn, không trả lương cho người lao động. Và đây là hình ảnh của người lao động thất nghiệp đến tìm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Giới thiệu Việc làm. Người lao động Việt Nam có thể phải đối mặt với một giai đoạn đen tối, bế tắc khi mà họ không tìm được việc làm trong các khu công nghiệp, trở về quê thì đã không còn đất nông nghiệp để sản xuất. Đây là hậu quả của giấc mơ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của những vị lãnh đạo đảng qua nhiều thế hệ, khi mà định hướng phát triển kinh tế không dựa vào những nghiên cứu thực tế, không gắn liền với thực tiễn mà chỉ dựa vào mơ ước, vào tưởng tượng của nhóm người nắm quyền sinh sát. Việt Nam vốn là một quốc gia nông nghiệp được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu và thổ nhưỡng. Thay vì đầu tư vào nông nghiệp, phát triển những sản phẩm đặc thù phù hợp với thổ nhưỡng Việt Nam và nhu cầu của các nước tiên tiến, thì mấy thập kỷ qua, các thế hệ lãnh đạo Việt Nam chỉ chăm chăm vào phát triển công nghiệp và bất động sản. Còn người dân thì bị cuốn theo những cơn sốt đất ảo, bao nhiêu bờ soi ruộng mật bị lấp bằng, bao nhiêu ngọn núi bị cạo trọc, sang bằng để lấy đất đổ xuống những ruộng đồng, những mảnh ruộng xưa xanh tốt nên trở thành những khu công nghiệp gây ô nhiễm, những khu dân cư cao cấp hoặc những đô thị ma. Rồi ô nhiễm từ các khu công nghiệp này lại tiếp tục hủy hoại vùng đất nông nghiệp xung quanh, những khu đất nông nghiệp bị ô nhiễm lại trở nên hoang hóa,
hoặc lại bị biến thành những khu đô thị được xây dựng hoành tráng nhưng lèo tèo cư dân. Vòng xoáy cứ lặp lại và cuối cùng nó hủy hoại toàn bộ nền nông nghiệp Việt Nam. Và đây là hình ảnh của một khu công nghiệp bỏ hoang. Người nông dân mất đất, một phần do bị quy hoạch cướp đi mảnh ruộng vườn tổ tiên để lại, phần khác thì do làm nông quá vất vả, lại luôn thua lỗ, thu nhập rẻ bèo mà đất thì liên tục sốt. Chỉ cần bán đi một mảnh vườn, khu ruộng thì người nông dân nghèo khó bỗng chốc có tiền tỷ trong tay. Nhưng khổ nổi, người nông dân vốn không quen tính toán kinh doanh, tiền bán đất đem đầu tư làm ăn một thời gian thì hết vốn, họ lại quay lại cuộc đời làm thuê. Nếu bỏ tiền đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu thì cũng bị lừa cho mất trắng. Người nông dân từ bỏ ruộng vườn, lam lũ kéo nhau vào làm công trong các khu công nghiệp. Kết quả, khi nền kinh tế suy thoái, họ hoàn toàn trắng tay. Sự trắng tay ở đây không chỉ là mất công ăn việc làm, mà còn là mất đi tất cả sinh kế. Họ không còn chỗ nào để dựa, không còn đường để lui. Ngày 29 tháng 11, một bài báo được đăng trên trang VOA tiếng Việt với tiêu đề Xuất khẩu điện thoại thông minh từ Việt Nam sụt giảm trước dịp Giáng sinh, nói về tình trạng cắt giảm sản xuất của Samsung tại Việt Nam trong tháng 11 này. Một nguồn tin từ chính phủ Việt Nam cũng xác nhận Samsung đã cắt giảm sản lượng 2 lần trong năm nay. Và đây là hình ảnh của công nhân trong nhà máy Samsung. Samsung hiện có 8 nhà máy ở Việt Nam, tập trung ở các địa phương Thái Nguyên, Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. 60% sản lượng của Samsung được sản xuất tại Việt Nam, chiếm 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Hầu hết điện thoại thông minh của Samsung sản xuất tại Việt Nam đều được xuất sang thị trường phương Tây. Nói như vậy để thấy, việc sản xuất kinh doanh của tập đoàn Samsung có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam. Nhưng không chỉ Samsung, rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu khác cũng bị ảnh hưởng. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng này chủ yếu thuộc các ngành nghề, dệt may, da giày, chế biến gỗ, gia công linh kiện điện tử, thủy sản và cơ khí. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp này bị mất đơn hàng từ thị trường Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Do nguồn cung nguyên vật liệu gặp khó khăn, chi phí vận chuyển tăng cao và những biến động từ tình hình thế giới, tổng sản lượng xuất khẩu trong tháng 11 giảm 8,4%. Và đây là hình ảnh một khu nhà trọ trống trơn do công nhân thất nghiệp bỏ về quê. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết con số 472.000 người bị cắt giảm giờ làm, 41.500 người bị mất việc chỉ là con số thống kê trên 44 tỉnh thành và chỉ với những người có hợp đồng. Như vậy, nếu tính cả những lao động thời vụ, lao động bán thời gian và tính trên cả 63 tỉnh thành thì con số còn cao hơn nhiều nữa. Ước tính có đến 88% lao động bị ảnh hưởng ở khu vực phía Nam. Tình trạng lao động mất việc đang có xu hướng lan rộng, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn nhiều tỉnh thành khác. Bế tắc, bị bần cùng quá là những viễn cảnh gần của người lao động. Liệu Đảng Cộng sản có thể giải quyết được bài toán khó này và giải quyết tận gốc rễ vấn đề này không? Nếu chỉ giải quyết những nguyên nhân bề nổi thì có thể cứu vãn được một thời gian, rồi những ung nhọt đến thời kỳ sẽ bị bùng phát. Còn nếu không thể giải quyết thì hậu quả khó lường. Khi người dân bị đẩy vào chân tường, tất sẽ tức nước vỡ bờ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin Kinh tế suy thoái, thất nghiệp tràn lan, bức tranh tương lai ảm đạm cho người Việt. Xin mời quý vị chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm D.